Giữa người tình và con gái, mẹ của Kim đã chọn ông Thành, khiến cho Kim tức giận bỏ đi. Chơi vơi không biết đi về đâu giữa đêm vắng, Kim đã được Nam Phong cứu cô thoát khỏi những tên say rượu biến thái, đồng thời cũng đã gợi ý cho cô biết mình nên đi về đâu. Kim tìm đến nhóm bạn và được Mirai, Nếp, Lizzie ngỏ lời mời cô ở lại sống chung với nhau dưới căn nhà thuê của Mirai. Vậy cuộc sống sau này của những cô gái xa nhà sẽ ra sao? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của Đường đua Idol thế hệ Z. Này tiền của tôi nè. Ủa, mà bà bỏ nhà đi sao có tiền vậy? Bà đi nha con, cảm ơn con. Tôi đi chợ, đang trên đường đi thì chỉ gặp có bà lão kia. Bà đang khóc, cái bà dựa vô người tôi, bà hỏi đường thôi ạ. Mirai, tôi đưa tiền nhà cho bà này. Tôi biết là số tiền này ít hơn so với tiền phòng, nhưng mà vì trước đó diện tích của tôi là ở ký túc xá nên ba mẹ tôi đưa tôi có 500 nghìn à. Nên là bà cầm đỡ nha, có gì tháng sau tôi đưa bà 1 triệu. Tôi cũng vậy, tôi đưa trước ba 500 nghìn. À, tôi có gọi điện cho ba mẹ tôi đó, có gì ba mẹ mà gửi tiền lên thì tôi gửi thêm cho ba nhé. Trời ơi, mấy bà bị sao vậy? Tôi có đòi tiền đâu, sao mấy bà gấp gáp đưa tôi dữ vậy? Mấy cái tiền này á thì giữ lại ăn đi, chừng nào có thì đưa tôi. Trời ơi, không có tiền xài sao được. Thôi bà cứ cầm đi, tụi tôi có tiền để riêng để ăn mà. Đúng rồi đó, bà cứ cầm đi. Đúng rồi đó Mirai, bà giữ đi. Tụi tôi được bà cho ở nhỏ là đã may mắn lắm rồi, bây giờ còn xài tiền của bà nữa coi sao được chứ. Để tụi này phụ bà một tay nha. Tôi thấy là tiền trọ 4 triệu, mỗi người chia ra 1 triệu. Này tiền của tôi nè. Ủa, mà bà bỏ nhà đi sao có tiền vậy? Thì tôi đổi ống heo, không làm gì bậy bạ đâu mấy bà lo. Thôi được rồi, vậy tôi nhận. Nhưng mà mấy bà đừng có áp lực vì chuyện đóng tiền nhà nữa nha. Vậy là mốt tôi không lấy luôn á. Chừng nào có thì đưa nha. Ừ. À, còn cái này á là tiền ăn. Tụi mình ở chung, ăn chung vừa tiết kiệm còn vui nữa. Mỗi người đóng 400 nha. Nè, tiền đây, của tôi tiền nè. Của tôi. Ok, xong phần kinh tế nha. Bây giờ thì phân công công việc ở nhà nha. Đầu tiên là nấu cơm mỗi ngày. Ai? Tôi. À, thì tôi là đề cử cho bà Lizzie. Tại vì hôm bữa bà cũng hứa là ngày nào cũng nấu ăn cho tụi tôi rồi mà. Ừ, đúng rồi á, tôi cũng chọn Lizzie. Ok, tôi sẽ nấu. Rồi, Lizzie nha. À, giờ nói chuyện quan trọng nè. Dọn toilet hay rửa chén, ai? Thôi, tôi không làm đâu. Tôi cũng không làm đâu, tha cho tôi dọn nhà con hướng á. Thôi được rồi, cái đó là tôi làm cho. Nhưng mà Nếp, bà phụ tôi dọn dẹp nhà cửa nha. Ok ok. Xong phần tôi, Lizzie với Nếp rồi đó. Ừ. Ủa, con Mirai, bà làm gì? Tôi đi chợ mua đồ cho Lizzie nấu. Được không vậy? Được chứ, đi chợ có gì đâu khó. Cũng được. Vậy Mirai, bà giữ tiền này nha, có gì đi chợ mỗi ngày chi tiêu á. Ừ, vậy thôi giờ tôi đi chợ luôn á. Ê, khoan. Đợi tôi một xíu, cho tôi mượn cái bút đi. Cái gì vậy? Này, đây là thực đơn mà bà đi chợ hôm nay. Dễ mà. Vậy giờ tôi đi nha. Thì sớm về sớm nha. Ok, bắt tay vào làm liền nha. Ok. Ok. Bây giờ mình mua rau, mua thịt, mua cái nào trước ta? Cháu ơi, cháu ơi, cháu, cho bà hỏi thăm cái đường này là đường gì vậy cháu? Dạ, đường này là đường Huỳnh Thúc Kháng á bà. Ôi chết rồi, không phải là đường nhà con của bà. Giờ bà phải làm sao đây hả cháu? Bà đường... giúp bà đi. Nhưng mà bà nhớ tên đường nhà con bà không? Là đường ơi. Mẹ kìa, con của bà tới rồi. Cảm ơn cháu nha. Mẹ đi đâu vậy?
Để con kêu mẹ đứng chờ con mua đồ con ra liền, mà sao mẹ đi ra tới đây rồi? Thôi, ba cảm ơn cháu nha. Thôi con đưa mẹ về nha. Dạ. Mẹ đi nha con, cảm ơn con. Tội nghiệp bà ghê á. Mà hên quá, con trai bà tới đón bà rồi. Ý, mình còn phải đi chợ nữa. Gì? Làm gì bà ngó nghiêng rồi vậy? Thế lo cho Mirai quá à. Đi chợ nãy giờ, không biết có chuyện gì nữa không? Đã lớn rồi, tự lo cho mình được. Chắc là hôm chơi xíu, lát về giờ á. Trời ơi, mấy bà không biết đó thôi. Lần đầu tiên tôi gặp Mirai ý, là trước cổng trường, bị cái ông xe ôm kia lừa. Không có túi là bà chết chắc luôn. Trời ơi, vậy thì nguy hiểm quá. Có khi nào bà ta bị lừa rồi không? Không được rồi, hay là tìm bà đi. Ơ, Mirai kìa. Mirai, sao vậy? Mirai, bà bị sao vậy? Sao vậy? Xin lỗi bà nha. Có chuyện gì? Kể cho tôi nghe coi. Tôi làm rớt bóp tiền rồi. Tưởng gì họ ra rớt bóp. Ủa rớt bóp tiền rồi mất hết tiền ăn của tụi mình rồi. Mà trong đó còn có tiền tiêu xài tháng này của tôi luôn á. Trời đất ơi, bà thử tìm lại chưa? Thì tôi cầm có cái bóp thôi à, mà đang mua rau thì tôi thấy nó mất tiêu luôn. Nhưng mà bà cứ thử nghĩ lại xem, có đi đâu nữa không? Hay là gặp ai nữa không? Không, tôi đi chợ, đang trên đường đi thì chỉ gặp có bà lão kia. Bà đang khóc, cái bà dựa vô người tôi, bà hỏi đường thôi à. Tụi tôi biết luôn rồi đó. Thì cái bà già khóc lóc đó lừa tiền bà chứ còn gì nữa. Không, sao được, tôi thấy bà tội nghiệp lắm. Đúng rồi, bà phải tỏ ra tội nghiệp để cho bà tính mà bà thương được chứ. Vậy tôi bị lừa thiệt hả? Còn gì nữa, chả lẽ tụi tôi bị lừa. Trắng đen lẫn lộn, mai mốt tôi không dám đi ra đường luôn á. Sao bà nói vậy được? Cũng có người này người kia, nhiều khi người tốt mà bà chưa có gặp thôi. Nhưng mà lần sau Mira đi chợ chắc tụi mình phải hộ tống. Mấy bà không giận tôi hả? Giận chứ, mất tiền của nhóm luôn. Nhưng mà mất tiền á thì còn kiếm lại được, chừng nào mất người á thì mới lo. Tôi thấy bây giờ chuyện quan trọng nhất á là tụi mình phải lo tìm việc, chứ không tháng sau nhịn đói không có tiền đóng tiền nhà luôn á. Kiếm là đúng đó, tụi mình cũng phải mau đi kiếm việc thôi. Tôi đi làm nữa. Thôi, bà ở nhà giùm tôi cái. Thôi đừng có buồn nữa, bà đi tắm đi, có gì tôi nấu cho. Mà tôi có mua được gì đâu. Trời ai chả biết bà không mua được cái gì trời. Thì có gì vào bếp, tôi có gì thì tôi nấu. Gì giỏi ghê á, món nào cũng nấu được luôn. Mấy bà cứ khen tôi hoài à, ngại ghê. Thôi ăn cơm đi mấy chị hai, đói bụng lắm rồi. Ê khoan, ăn món ngon thì phải có nước ngon. Nước Kirin nè. Cái gì vậy? Kirin? Ủa sao bà có vậy? Không phải lúc nãy bà mới bớt bóp tiền sao? Tại mẹ tôi biết tôi thích uống á, nên mua nguyên thùng luôn. Hết tiền chứ nước thì nhiều lắm. Ngon quá. Đôi chân dầu quanh nơi gặp phút xa vừa bay vào mắt. Dạ, bung dèo đó máy tóc Photoshop mua ly mì gói. Đập vào đôi mắt em muốn che vỡ vỡ. Oh my god. Ai hát hay quá vậy nè? Ồ, ai mà hát hay quá vậy ta?
con đang hay nữa. Nghe hay thiệt á. Em không đòi tiền Hàn Quốc nhưng em nói xa đã. Nghe lỡ những mộng mơ anh đi đâu mất. Dạ, I'm falling in love. Đôi chân dài nhanh hết tóc ngọt ngay chưa phải you boy. Dạ, em mang thật sâu nè bóng anh đi ra thật xa. Dạ, em mang chạy theo gió bóng anh dòng xa thật xa. Dạ, đã bao hình bóng tràn nét tim tu xinh ghê. Dạ, anh tự tin chốn nào lẽ sang qua nơi em vậy. Mỗi ngày ngô đó mềm khiến em như tan ra. Dạ, thôi thì đã lỡ giờ mình chót yêu lương anh nha. Dạ, dạ. Good, quá good luôn. Hình ảnh quá đẹp. Được không? Trời ơi, hình ảnh này bây giờ tôi mà dựng đó thành clip triệu view liền luôn. Ngon quá ba. Tự nhiên ông dựng nó thành clip triệu view. Thì ông cũng biết rồi đó. Tài năng của tôi mà, đâu cần chi phí cao đâu, cũng làm clip triệu view được thôi. Ông tin không? Không tin mai up clip lên thử đi, triệu view cho ông coi. Dễ hả? Chứ sao? Không phải là clip nào mà có Thiên Di hát cũng triệu view hả? Sợ. Cái gì? Chọc anh hoài kìa. Thôi 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 thôi, hai ông đừng có chọc nhau nữa. Clip của tôi á, triệu view, view cao thì công đầu tiên là nhờ cho hai ông, ok? Thấy chưa? Thôi đi về, tới giờ Nghiêm cũng má sáu xuống chửi bây giờ. Thôi đi về. Đi. Cảm ơn, bye bye. Bye bye nha, bye bye. Bây giờ trước nha. Đúng bài tôi thích luôn á. Trời ơi, nhưng mà tôi thắc mắc nhá, không biết ai hát mà hay vậy ta? Không những ngọt ngào mà còn rung động đến lòng người nữa. Ước gì á, em mốt tôi học xong cái tôi hát cũng được hay vậy luôn á. Ngày đó sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người chiến thắng. Tính không cho ai ngủ hay lũ quỷ. Chưa đợi ngủ đi.